huấn luyện viên Thanh Hóa, V-League khó nhất Đông Nam Á. Theo huấn luyện viên Veliza Popov của Thanh Hóa, giành chiến thắng ở V-League khó hơn các giải vô địch quốc gia khác trong khu vực một phần vì sân xấu và trọng tài. Tôi từng làm việc ở Myanmar, Malaysia và Thái Lan trước khi sang Việt Nam. Thú thực V-League là giải đấu rất khốc liệt, huấn luyện viên Popov chia sẻ sau trận hòa 0-0 trên sân của Hà Nội FC tại vòng 4 V-League 2022. Để thắng một trận đấu ở V-League khó khăn hơn, thứ nhất vì sân xấu, khó triển khai bóng, thứ hai là vấn đề trọng tài, và thứ ba là các cầu thủ đá rất mạnh thể lực. Huấn luyện viên Popov sinh năm 1976 tại Bulgaria, có 23 năm kinh nghiệm cầm quân. Ông từng dẫn dắt các câu lạc bộ của Bulgaria, Moldova, Malaysia, Thái Lan và U23 Myanmar trước khi đến với câu lạc bộ Thanh Hóa trước thềm V-League 2023. Nhà cầm quân 47 tuổi lập tức giúp đội bóng xứ Thanh lột xác khi bất bại 4 vòng đầu. Giành 8 điểm, vươn lên thứ hai, chỉ kém Hà Nội về hiệu số bàn thắng bại. Hôm qua, Thanh Hóa chơi ngang ngửa Hà Nội dù không có nhiều ngôi sao như đối thủ và phải đá sân khách nơi họ thua 11 trong 12 trận gần nhất. Đoàn quân của huấn luyện viên Popov tung ra 7 cú dứt điểm như đội chủ nhà nhưng đúng khung thành nhiều hơn. Họ chỉ thiếu chút may mắn khi các cú dứt điểm của Trọng Hùng, Bruno và Lâm Ti phông ra ngoài trong gang tấc. Đây là một trận đấu tuyệt vời của chúng tôi. Hà Nội là đương kim vô địch rất mạnh nhưng các cầu thủ của tôi làm tốt mọi mặt, huấn luyện viên Popov nói về trận đấu trên sân Hàng Đẫy. Dù không thắng, tôi hài lòng với một điểm. Nhưng điểm số không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là chúng tôi cho mọi người thấy câu lạc bộ Thanh Hóa tới thi đấu với tham vọng giành chiến thắng. Dám chơi bóng chứ không phải co về phòng ngự. Trận đấu giữa Hà Nội và Thanh Hóa bị cắt vụn bởi các tình huống phạm lỗi. Có tổng cộng 34 lần trọng tài thổi phạt, trong đó 18 dành cho đội chủ nhà. Khi cầu thủ Thanh Hóa phạm lỗi, huấn luyện viên Popov liên tục vỗ tay. Tuy nhiên, ông cho biết đó không phải là cổ vũ đá bạo lực. Ông lý giải, tôi muốn các cầu thủ chơi mạnh mẽ, quyết liệt, áp sát và vây giáp. Hà Nội chơi kiểm soát, nếu không áp sát họ sẽ triển khai được bóng và rất nguy hiểm. Tôi muốn giành quả bóng. Tôi không phải ủng hộ cầu thủ lỗi để mất bóng. Sau vòng 4, V-League nghỉ thi đấu để đội U20 Việt Nam dự vòng chung kết giải châu Á. Thanh Hóa sẽ đá trận tiếp theo vào ngày 8 tháng 4, làm khách của Bình Định. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.